Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì ở ngoài trời dạo này ở bên chỗ Uyên Quỳnh ở trời rất là nóng luôn các bạn. Là có hôm á là trời sẽ lên tới 100 độ luôn đó. 100 độ là ở bên Việt Nam là khoảng bốn mấy độ đó các bạn. Nếu mà so với ở Việt Nam thì ở bên đây lại nóng hơn luôn đó. Đi ra ngoài đường thì rất là nóng, nóng khủng khiếp. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Vì Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, em chào chị ha. Chị chào Uyên. Dạ, em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Vâng. Dạ. Chị xin chào cộng đồng mạng trên kênh Nguyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Đúng. Chị tên là Hay, sinh năm 1973, hiện đang ở Trà Vinh, Việt Nam. Chị hiện đang làm công việc gì? Chị hiện tại là chị làm nông, làm gì? rẫy trong trong đồ. Giỏi vậy. Hồi trước là chị là thợ may, nhưng mà từ ngày chị có con đến giờ đó, cái con chị bệnh ría không làm được gì hết trơn á. Ở nhà thì đất của ông bà thì nhiều mà không có người làm, nên chị thấy thôi đi làm luôn. Chị làm rẫy mà không thấy chị đen dữ ha. Đen chứ, hơi ngâm thôi chứ không phải là đen như người ta. Thấy tại vì hàng này chị nó cũng trắng nè. Hồi nhỏ đến nhá, chị sống ở biển. Chị rồi à, Nhà chị lên. dạ Nhà chị chị ngay trước cửa biển. Ở Trà Vinh hả? đúng là ở Trà Vinh em. Ở biển là chạy về hướng nào ha? Em cũng hay đi Trà Vinh lắm á, nhưng mà em chưa đi À, tới thành phố Trà Vinh, tại vì ở cửa có biển, người bạn mà. ở ngay trước cửa nhà chị mà đi ra biển là hồi đó họ đi vượt biên không á. Sao chị không đi hả? À, chị là trễ rồi phải không? Không, thời của chị là hết rồi. Hồi lúc mà nếu mà chị đi là chị lúc đó chị học khoảng chừng lớp 4, lớp 5 gì đó là bạn chị nó rủ chị. Nó nói nhà tao á, tao đi là mày tụi mày có đi không? Mà còn nít với nhau mà mới học cái 4 năm à. Vậy đó. Mà không không, không dám đâu. Mới là 4 năm sao dám? Thì bởi vì không nói à, tao sợ không có sợ chết mà tao sợ bị bắt. Rồi cuối cùng bạn chị đi được không? Đi được hết, ngay cả gia đình nó đi được hết luôn. Vậy đó. Về gặp chị nói hôm trước tao rủ mày đi mày không chịu đi á. Bây giờ cũng thấy tình nó đi hết luôn, ai về trơn, kiểu không có ngồi cần người ở đây á, ít có về lắm, Cũng có về hả? Mà ít. ít có về, như kiểu về mà người thân họ giờ ở đâu chứ không còn ở đây nữa, nên mình không thấy họ gì đây. Chị rồi chị làm rẫy là chị trồng những loại cây gì? Hồi lần đầu tiên á là chị định trồng cà kịch chua, cái chị đặt người ta gieo giống rồi, cái chụp con gì nó bệnh, cái chị phải đưa nó đi viện, cái về cái hồ cái không được, cái về chị hỏi nhà bạn chị có nhà bạn thân học chung á, cái nó biết làm rẫy á, cái nhà thôi bây giờ tao muốn trồng củ cải cây trắng, cái nó nói nhà trồng đó cực lắm, nó mày nó hôn cái cải nó đi cực. Củ cải á, nó chị trồng á, chị bày ra chị trồng một công đầu tiên á, cái trúng luôn. Trúng luôn hả? Hên vậy. Củ bạn hàng á, bạn hàng cải tới khó hỏi trồng chứ không? sao em nói sao Củ cải cũng dễ trồng nhưng mà hay bị sâu phải không? nó bị hà đó em, nó bị hà, nhưng mà đất của chị thì đất rất tốt, không có bị hà, Bị hà là cái gì? là nó cạp, cái da nó sần sần, nó đen đen Vậy đó hả? chứ không phải là sâu, còn sâu thì mình xịt được. Còn con hà đó nó ăn nó cạp lại dưới đất mình không thấy. Chị hên hả?
chậm công đầu tiên là chúng rồi bắt đầu chị bao lâu mới thu hoạch liên tục luôn là trúng hết. Em nghĩ coi có một à, có một công á chị trồng là công thứ nhì á, mà tiền vốn có 3 triệu thôi mà chị bán được 18.50.000, người ta đồn quá chừng đồn là bao lâu mới thu hoạch? Có 1 tháng 10 ngày à em. Ủa mau vậy đó hả? Đúng rồi, nó nhanh lắm. Nhưng mà nó cực cái mình tưới một ngày mình phải tưới cho ba giá. Nắng gần chết cũng phải ra nắng tưới. Sao mà tưới dữ vậy? Tưới tới 3 lần như vậy? Tại vì mình tưới ít nước mà tưới sương sương mà phải tưới cho nó ướt lá gì nó không bị héo. Tại cải nó nằm ở trên mặt không, nó trên mặt đất không ạ. Em nghĩ cái củ cải mà nó trồi lên trên một tấc mấy rồi. Nó lên trên là nửa củ cải á. Trời ơi chị ham á, chị thấy nó trúng chị ham quá chị ham. Mệt không biết mệt luôn. Cái rồi cái chị trồng vòng tiếp á, cái mà nhà gì chị thì bán xăng dầu ở chợ á, ở dưới đường á, cái người kia hỏi chứ Thi bây giờ nó làm cái gì, cái gì chị nói nó trồng vòng, cái mấy người nó sao mà bà biết trồng vòng. Chứ hồi đó chị sướng lắm, chị nhà chị may đồ cơ mà không biết làm cực cái gì, nhà chị bằng biển á mà nghe cào á là chị về là bán đồ là thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu. Chị còn gốc cột là chị trồng được mấy mùa, là hiện tại giờ chị còn trồng đó nữa không hay chị trồng khác rồi? Hiện tại bây giờ chị đi năm nay củ cải là đất nó trồng dài mùa là nó bị lập đất nên không có trồng được, nó không có tốt nữa. Nên bây giờ hiện tại là chị đang thu hoạch cà chua mà có ít thôi, còn mới trồng xuống được 13 thiên ớt. Hôm nay là giáp tháng rồi. Nay có trái rồi. Chồng ma đi đó có 1 tháng là có trái hả? 1 tháng là có trái non rồi đó em. Trái non lên mà khoảng chừng 2 tháng mình mới hái được. Mà bây giờ chị trồng ớt là đám đầu tiên đó mà nó cực quá, chừng cực luôn, lần này chị biết cực. Cực hơn trồng củ cải hả? Đó, mấy ngày em hẹn á, phỏng vấn á, chị trời ơi, không biết mình có không nữa này nha. Kệ ráng, hồi chiều này chị tính xịt thuốc cái ông trời cũng chuyển thôi chị chạy về luôn. Vậy nó thôi về nghỉ thì đi sửa soạn đi để tối nay gặp yêu mình. buổi tối mà xịt thuốc hả? Có đó em, mà ớt mà mùa mưa nè nó bị hay bị bệnh lắm, phải xịt thuốc ngừa đó. Nó bị vàng lá, nếu mình không xịt thì nó rụng lá rụi lủi hết luôn á. Chị ơi, chị làm mình thôi, không có ai làm phụ chị hết hả? Chị làm mình, nếu mà lúc nào chị làm không kịp đó, thì chị bị mướn người ta thêm. Mới hồi trưa này cái anh cái bên anh trồng đồ trồng mía, cái bên anh ra qua anh chọc chị đang tưới á, con mình ơi nè, kéo ống tưới mình không à, từ hồi đó tới giờ luôn á. Người ta kéo ống thì có vụ có chồng, như vợ tưới cầm vợ sen tưới thì chồng kéo ống phụ, còn chị kéo mình ơi nè. Cái em biết không, chị kéo hồi lúc chị sanh bé bi của chị á, hồi đó chị bên nhau chị tướng chị mi nhon lắm, mà lúc chị sanh cái chị xề ra, cái tự nhiên chị đi làm vậy chứ không giảm cân được, cái chị đi ra chị làm tới giờ cái dáng chị gọn lại luôn. Một công mà hai việc quá không. Đúng rồi, chị nói mình làm vòng quá không có lời được cái gì á, lời được cái dáng không. Chị rồi đúng rồi mà không. À, nhưng mà là chị nói được bao lâu rồi? À, bé chị bây giờ là được 8 tuổi rồi đó. Đó là chị đi, lúc mà chị ra làm là nó được 3 tuổi, gần 4 tuổi lại bắt đầu chị trồng, ở đây cũng được 5 năm rồi đó. Cái này là giỏi rồi đúng không? Cái này là gì cũng biết trồng hết rồi phải không? Biết trồng rồi, nói là biết cách rồi. Như bây giờ hồi đó thì trồng một thứ, hai thứ. Hồi đó trồng cà, trồng cải, xong rồi trồng bí. Bí mà bí hồ lô của em, bí đỏ của mình á. Đó, chị trồng cải trước rồi tới trồng nấm khoai lang chứ. Trồng một công rưỡi khoai lang mà chị lời được 7 triệu hay 10 triệu gì. Cái ông hàng xóm, ông nói, ông anh nó cũng bà con nó, nhỏ này nó mần chơi mà nó ăn thiệt không á. Ô, em mần thiệt chứ không có mần chơi vậy nhá. Mà hồi đó đất thì của mình nó cho người ta làm nhờ đó, thì nó toàn là thất không à. Mà tới chừng em vô, chị thì vô làm là trúng thầm. Thôi trời, đúng là ông bà cũng độ mình. Mà má chị không muốn được, má chị sốt ruột chưa lắm á, hồi đó chị không bằng bây giờ đi làm vậy, cực khổ vậy đó.
không biết sao từ lúc mà cứ sanh con rồi chị mắc nợ con, chị phải làm trả hay sao em biết không? Chị á 40 tuổi chị mới lập gia đình. Chị ở một mình đó, nói mai đồ không là mai đồ rồi đi chơi sướng lắm. Rồi để đi giữ em dùm cho mấy gì rồi đó, tới chị nghỉ mai đồ cái đi nuôi tôm, nuôi tôm Hùng với ông Dưỡng thứ chín là nãy giờ chị nói ông Dưỡng mà có cây xăng á, ông kêu mày xuống mày nuôi tôm đi, tao cho mày Hùng mày nuôi, mày mướn đất cho tao nuôi dùm cho, cái ông nuôi dùm một vụ mướn đất 3 năm 4 năm gì đó, mà ông nuôi chị trúng con 5-1 mà chị lời được 300-400 triệu gì đó, rồi là chị nghỉ luôn, chị không dám làm nữa. Nghỉ luôn á. Rồi nghỉ rồi cái đi Sài Gòn làm. Sài Gòn làm thời gian rồi mới về. Sài Gòn làm lúc đó cũng có bạn. Có bạn làm ở trển rồi cái có bạn lúc đó ông xuống đây ông nuôi tôm phụ mình nữa chứ. Cái rồi cái đi về trển, cái mình cũng đi lên trển làm, cái sau này mới biết phát hiện được ông có bồ ở trển đó, rồi mới chia tay thôi đi về nhiều quê lại chịu. Rồi chị với ông xã chị là cưới nhau được bao lâu thì chia tay? Chị nói chắc em không tin. Có 1 năm 1 thôi. Hai người quen nhau hay là ta làm mái? Ảnh là người ở gần nhà chị. Hồi lúc mà chị mới có 18-20 tuổi là ảnh đeo chị dữ lắm. Mà chị không có chịu đi hỏi gia đình, bước tới đi hỏi nữa mà chị không chịu. Chị nói chị chưa có lập gia đình. Cái ổng đi cưới vợ, ổng cưới vợ xong rồi cái chị lại cũng đi chơi, chị cũng vô tư đâu có gì đâu. Chị không thích lập gia đình thôi chứ không phải người ta bỏ mình gì đâu, không có chuyện gì hết. Cái sau ổng thôi vợ thì chị cũng thời gian sau là chị đi Sài Gòn là chị có bạn đó. Cái lúc đó chị lên trận chị phát hiện là ông kia có bồ đó. Ổng nói ổng không có bỏ chị nhưng mà ổng không bỏ ai được hết trơn á. Một lần chị phải rút lui, chị không thích như vậy. Ông qua nhà chị hai của chị, ông xin số điện thoại. Cái là chị hai chị mới cho số điện thoại ổng. Cái ổng điện lên cho chị, mà chị không có nhận ra ổng. Không có nhận ra ổng là ai nữa trơn á. Cái tới chừng ổng, đến lúc ổng hài cái tên mã của ổng ra, chị mới nhớ. Đó, mà lúc đó chị buồn lắm. Chị đi làm ở trên Sài Gòn mấy năm rồi, mà chị lúc đó chị có mua một căn hộ mà cứ rẻ rẻ tiền ở trên Sài Gòn. Giỏi ha. Cũng lúc mấy trăm triệu mà trả trước có 100-mấy chục triệu thôi, còn như là trả góp đó, nên chị mua được đó. Chị mua cái chị ở có một mình à, em lúc trước á chị đi bằng cái chị đi làm cho ông người này người kia, chị lên trển lên Sài Gòn á, chị giúp việc nhà cho ông ngăn chị ổng làm công ty bên nhiếp ảnh á. Cái ổng mới kêu chị lên làm kế toán cho ổng, thư ký với thủ quỹ với ổng gì đó. Chị nói chị không có biết, nên làm thủ quỹ thì làm được chứ làm kế toán không làm được, tại vì chị hỏi chồng mới lớp 9 à. Đó cái chị nói là chị không làm được, em không làm được. Nó thì mày làm đi, tao chỉ cho mày làm. Nó nói thôi để em phụ giúp việc nhà, nấu cơm đi chợ nấu cơm được cho anh, rồi á em tiền bạc đồ em quản lý cho anh thì được, chứ mà nếu mà làm việc kia tính toán rồi nhiều quá em làm không nổi đâu. Cái rồi thế chị mới làm, nhận việc làm buổi sáng. Buổi chiều chị đi mua cái tủ kem mà kem tươi đó em. Cái chị đi bán gần trường học á. Đó, trời ơi lời thấy ham lắm. Giỏi ha. Bán cái gì gì nhà luôn. Tại vì có bà về ở ngay chỗ cái hẻm ở bên quận 5 á. Bà mới hướng dẫn cho chị làm, mới chị làm được mấy năm đó, có tiền đó, rồi chị mới đi mua căn hộ đó. Đó. Rồi cái lúc đó cái đi làm á thì ở nhà người này người kia không có buồn, tối về ngủ còn có anh có em có gia đình đâu không buồn. Tới chừng có cái nhà rồi đó em, nếu không về ngủ một mình đó nó buồn kỳ cục luôn. Đúng là có cái nhà là sai lầm, bởi giờ chị tới giờ chị về quê chị cũng không có xây nhà luôn. giờ hiện tại là chị làm đất cũng của ông bà, nhưng mà nhà thì cũng nhà để thờ ông bà luôn. Chị ở đây một mình chị, hai mẹ con chị, một cái nhà rộng mênh mông luôn, nhà của hồi xưa mà em cất chữ đinh á, em hiểu không? Cha mẹ chị rộng mênh mông, ba má chị còn đủ hết mà ở riêng ở trong chỗ hồi đó thì ba má chị ở đây rồi bây giờ em chị nó cất nhà ở trong chỗ chị là bằng dòng á, trong kia thì nó lộ lớn hơn. Rồi cất nhà về thì cũng là ba má về trong đó, ban ngày thì chị ở ngoài đó.
rồi chị làm ở trong nhà đó, rồi tối thì chị về đây. Cái thằng con chị nó không chịu ở trỏng, nó quen ở đây rồi đó. Chị biết, em biết không, cái chị đi, chị mang mang bầu nó, chị đám cưới xong, đám cưới là tháng tháng 9 là chị dính bầu liền, tới tháng 6 năm sau là chị sanh em bé, là sanh chỉ có 32 tuần thôi. Thì dở ói cái xong chị mới họ điện thoại bác sĩ nói là chị phải đi lên Sài Gòn liền chứ không ở Trà Vinh được, tại vì chị lớn tuổi rồi không thể nào ở Trà Vinh mà can thiệp được hết á. Cái chị mới bao xe chị đi liền, chị nghe lời bác sĩ lên trển mổ quá, em mổ bắt ra xong em bé nó đâu có thở được đâu. Nó mới mới là bác sĩ nói hỏi ông chồng chị là tại sao vợ lớn tuổi mà không đi khám thai mà để em bé bị tim bẩm sinh như vậy. Cái ông mới nói là dù tôi đi khám định kỳ đàng hoàng, không có nghỉ. Hỏi khám ở đâu, nó khám ở tại bệnh viện Từ Dũ, tại vì lúc đó chị ở Sài Gòn mà chị ở tới 4 tháng mấy chị mới về. Là lúc đó thời gian đầu chị đi khám, chị làm xét nghiệm rồi xong hết chân chị mới về quê đó. Lúc đó chị cảm thấy chị mệt, chị đi lên cầu thang, tại vì nhà chị ở trên tầng 3 mà chung cư đó nó không có thang máy. Chị đi lên đi xuống chị nghe mệt, chị mới hỏi bác sĩ tại sao mà em bị đi bộ lên cầu thang vậy, em bị mệt đó, có bị ảnh hưởng gì đến thai không? Cái bác sĩ nói bà như vậy là bọc khỏe dữ lắm rồi, bà lớn tuổi mà bà như vậy là bọc khỏe lắm rồi, bà ở bà đồng cái gì nữa đó đó. Cái mình cũng nghĩ mà tại vì chị sốc giác cái lắm hồi đó tới giờ là vậy á. cái mới đưa đó, bác sĩ nói vậy thôi về quê. Lần cuối cùng về quê là 4 tháng mấy rồi, có thai 4 tháng mấy mà còn vẫn chạy xe ra từ Sài Gòn về. Chạy mình hả, ông xã chị không có chở hả? Ông xã chị chạy xe yếu xìu mà không có dám dạ chạy chưa đường trên đâu, Chị chào chị chạy chị chở ông luôn á. Đó giống như mình là đàn ông, ổng là đàn bà vậy đó. Em chị nói như vậy là em hiểu rồi đó, nó người đàn ông sống như vậy đó. Rồi đó về trước khi đám cưới là ổng hứa với chị tùm lum hết trơn, tới chuyện đám cưới là không làm được cái gì á, là lúc đó chị bất mãn đó. Mà chị nói với chị đã từng tuyên bố cho nó nếu mà lấy chồng mà không lo được mà để mình phải lo nữa thì tốt nhất là ở một mình sướng hơn. Chị có cái tính cái gan đó. Rồi là có em bé được có 3 tháng, 3 tháng là chị với anh có chuyện rồi đó, là 6 tháng bắt đầu ly thân luôn. Rồi đến đến được em bé được 3 tuổi gì là chị ly dị, chị đưa đơn ly dị. Chị rồi con chị bị tim bẩm sinh luôn hả hay là không có? Không, không phải tim em ơi, nó bị làm suy hô hấp bẩm sinh. Là lúc đó bác sĩ nói vậy, rồi chị nói chưa hết nữa, nói vậy cái bác sĩ nói vậy, cái ông nói là vợ tôi đi khám tại bệnh viện Từ Dũ luôn. Cái bác sĩ nói sao kỳ vậy, cái bác sĩ mới mời mời bác sĩ Linh Nhi Đồng qua hội chẩn là nó bị suy hô hấp bẩm sinh. Cái là bác sĩ kêu là bây giờ phải người nhà phải ký tên, cha phải ký tên để chích cho bé 2 cái mũi thuốc cho nó nở phổi ra, mà chích là 50-50 chứ không có bảo đảm là chích là sống đâu, nhưng mà chích chết thì có cơ hội sống, còn không chích thì nó cũng chết. Rồi là lúc đó là không có cho chị biết, là chị hai của chị đi nuôi với ổng nuôi đó, rồi hai người mới quyết định sau đó mới ký giấy, rồi là người ta chích thì xong rồi. Em biết không, chị 5 ngày chị mổ xong, 5 ngày chị được xuất viện về, chị về quê luôn. Cái nó ở trển bác sĩ nuôi mấy dì của chị này làm ở trong bệnh viện Từ Dũ, một dì rồi một dì làm bên bệnh viện Nguyễn Trãi. Cái mấy bả không kêu chị á, thôi mày đi về đi, rồi về mày ăn uống đặng cho có sữa đi, đặng mai mốt mày lên cho em bé bú. Mấy bả nói đặng trấn an mình thôi chứ mấy bả nghĩ là không có còn đâu à. Đó mấy bà trong nghề mấy bà biết rồi, mấy bà không nghĩ là không có nuôi được không đó, nhưng mà biết sao, tại chị nó lên mắc nợ, chị mắc nợ nó lên để chị trả hay sao, nó vẫn sống, chị nuôi nó ở bệnh viện suốt. Em biết không, ở Từ Dũ á tới 17 ngày, ngày thứ 18, ngày thứ 17 là bác sĩ điện về cho chị nói là chị chuẩn bị ngày mai lên tập cho bé bú, là ngày thứ 18 mà nó yếu được mấy cân chị?
ngày ngày thứ 18 á, là chị mới được gặp mặt 2,5 ký đó em, 32 tuần mà được 2,5 ký. Cũng ok mà nó non nhút mà em ơi, tại vì á vì chị á nói trời ơi, hồi bữa mà 6 tháng mới xuống nó thăm, bà nói trời ơi, hồi bữa tao hậm nó ra, tao thấy á, tao nhìn thấy con mắt nó có một lần đang nhìn là tao tưởng nó là nó không có con mắt không. Đó, cái mấy bữa 36 tháng mà xuống thấy mắt nó to vậy đó, có thường không? Bà nói như ngay mặt chị luôn, nó trời ơi, tao nghĩ là nó không có con mắt không à, tao sợ quá trời sợ luôn. Đó, nó có một lần nhấn nghiệm lại, nó có một lần giống như là giải trì nghe thôi. Là nó còn ra nhắm mắt mà, lúc đó nó còn nhỏ mà. Bác sĩ nói trời cái thằng này mà đủ á, đủ ngày đủ tháng á, nó bự hơn 4 ký luôn. Nó dài nhằn luôn mà nó xương đó, nguyên cái dàn xương không có nguyên, nó chưa có miếng thịt nào hết chứ chị. Nhưng mà rồi bây giờ con chị nó bình thường không, sống bình thường không, khỏe mạnh không? Bây giờ nó bình thường rồi nhưng mà nó không lớn em ơi. Ủa vậy đó hả? Nó nhỏ xíu, bữa nay nó tám tuổi hồi tháng 6, mà bây giờ nó có chưa được 20 ký. Nó ốm lắm, nó gầy lắm, nó nhỏ trong lớp là nó nhỏ hơn hết. Nay học được lớp 3 rồi mà nhỏ xíu à, còn không ăn, ăn ít xịt à. Em nghĩ có ăn một bữa cơm nếu mà chị không đút nó là không phải ăn 2-3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, em chưa thấy chị ở bệnh viện đâu, chở từ Vũ là tới 2,5 tháng mới được về. Chứ phải rồi sau này được 4 tháng, về nuôi được 4 tháng là nó không có bệnh. Tới 4 tháng bắt đầu bệnh lại. Lên bệnh viện tỉnh, nhập bệnh viện tỉnh rồi á, em biết có khi á, nhập suốt chút xuống luôn. Có khi là vô phòng hồi sức tích cực á, mà chị phải ở trong đó 3 tuần đúng á. Toàn là thở oxy không. Nó bị, lúc đó là nó bị sang qua hen suyễn rồi đó Nguyên. Rồi đó sau này chị mới đi Phạm Ngọc Thạch, chị điều trị cho nó nên nó đỡ. Nó đỡ bây giờ nó dứt rồi đó. Nó dứt cái cơn hen suyễn nó không còn nữa, nhưng mà nó không ăn. Không biết chị nghĩ chắc hút nhiều quá hay sao á. Rồi ở nhà chị cứ rầy nó hoài á, cái mà ở nhà má gì rồi á rầy nó sống là may lắm rồi, mày á cứ nói hoài không gì chứ nó lì quá, nói luôn nha lời, chịu ăn uống gì vậy rồi sao. Giống như là mình bỏ đói nó vậy. Cực quá chị ha. Ở nhà đi học á, là mấy bà ngoại, bà Năm, mấy bà gì rồi nói là nghĩ là không bao giờ học được, nhưng mà năm lớp 1, lớp 2 là được lãnh thưởng, được 2 năm rồi. Giỏi. Chị rồi cha có thăm con không? Mạng yếu hả? Cha của bé có thăm bé không? Ít lắm em ơi, nhưng mà nó cũng không thích. Nó có một lần đó, nói chung là ít có đi ngang đây thì có đi ngang, nhưng mà có một hai lần ghé, nhưng mà ghé là có rượu đó nên nó không thích. Nó nghe mùi rượu là nó không thích. Cái sau này có một lần qua nói với chị là để nó hỏi chị nói chuyện với chị, cái chị nói ừ nói gì thì cứ nói đi, cái hỏi có Nhật Anh ở nhà không, cái chị nói có, trong phòng nói Nhật Anh có người tìm con kìa. Cái chị thì chị nằm ngoài giọng nó, thì nó ở trong phòng coi tivi, cái chị nó nói là có người tìm con kìa, Nhật Anh mở cửa phòng ra, nó dòm thấy nó dội ngược trở vô, nó phá cửa luôn không ra. Ổng kêu gì kêu nó cũng ra, nói chung là nó ám ảnh là từ lúc mà ghé thăm nó mà uống rượu, nó mang mùi rượu á. Em biết không, chị đi chơi với bạn của chị á, đi uống cà phê rồi mà mấy đứa bạn chị mà uống hút thuốc rồi nó đi lại nó mang vô. Mấy đứa kia nó chửi quá trời. Nó còn mà vậy không? Đúng rồi, con ba mà tại tụi mày không lịch sự, tụi mày hút thuốc ngồi tại bàn thì nó phải đi tránh lấy khẩu trang nó mang chứ sao. Sao chị cũng lạnh bệnh nhiều ha. Và bây giờ chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị tức là gì? Siêng năng, chăm chỉ. Thật thà. Còn gì nữa không ta? Chị nếu mà quyết định làm chuyện gì là chị phải làm cho được, cho bằng được. Cái tính chị quyết đoán lắm. Dạ. Rồi khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị chắc là nóng tính quá. Chị đã tập nhiều lắm mà bây giờ đối với mọi người thì chị không còn nóng tính nữa, mà chị còn nóng tính với con của chị. Chị không sửa được. Mình cũng tội cho nó lắm á Quyên.
mình nó nuôi lúc nhiều mình buồn mình giận gì mình cứ trút lên đầu nó, mình cũng thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà nó làm mình cũng hơi quá mức quá mức chịu đựng của mình. Chị rồi lúc đó giờ... Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị chơi cần người thật thà giống như chị. Rồi nói chung là chị đã gặp một người nói dối rồi chị không muốn nữa. Chị sợ lắm, chị sợ để như vậy rồi mình sẽ gãy gánh nữa, chị sợ. Dạ. Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Tuổi gì với chị thì không có quan trọng mấy. Chị thì đang thấy cũng già rồi đúng không? Già rồi. Chị không có ngại lớn tuổi, nhưng mà để nhỏ tuổi hơn thì chị ngại nha, nhưng mà lớn chị không ngại. Rồi chị coi video của em hay là ai chị xem? Chị tự coi, chị lướt YouTube mà chị nhìn thấy hồi lúc em làm chương trình mà đi giúp người vô gia cư lần đó. Rồi cái nhảy qua chương trình Kết Nối Yêu Thương, rồi chị cũng xem từ đầu luôn. Nhưng mà chị không dám liên lạc. Vậy đó hả? Chứ đúng ra là mà chị phải kết nối lâu lắm rồi đó, mà chị coi mấy năm rồi. Chị là coi lúc mà hồi cái anh gì đó, cái anh Hùng gì đó mà anh kết nối với cái chị kia đám cưới đó, làm đám cưới gì đó, lúc đó là chị đã có coi rồi đó, lúc mấy cái video đầu là đã coi luôn rồi. Coi nhiều lắm, luận lắm, chị nó coi cái nào cũng vậy hết. Rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? À, chị nhìn thấy cũng có vài anh cũng dễ mến. Nói chuyện cũng thiệt tha. Thì để từ từ đi, rồi chị có thời gian rảnh rồi chị coi lại rồi chị gửi cho em. Chị rồi thí dụ anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Đối với chị thì chị không ngại, nhưng mà con chị nó không thích. Con chị đó nói thẳng luôn á, gì của nó nói là thôi để tao làm mai cho mẹ mày đi lấy chồng lại lo. Nó nói người nào không muốn thuốc không uống rượu thì con mới chịu. Cái nồi nó nói xong rồi cũng suy nghĩ là sao nó nói, nhưng mà không được, đi qua Đài Loan con không biết nói tiếng. Cái hỏi như vậy chứ mày muốn đi nước nào, cái nó nói giờ con học tiếng Anh thì con phải đi Mỹ. Nói thẳng nó cười nhá. Không, chị thì chị không ngại mà, tại vì chị cũng có một ông anh rể uống ghiền, tối nào cũng uống hết, chị sợ quá trời sợ. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m62. Cái cân nặng chắc bây giờ chắc phải là 59-60kg gì đó. Mà mày vẫn thấy ốm rồi thấy không? Hồi xưa chị cao 1m62, chị nặng có 48kg thôi. Hồi lúc chị làm thợ may nặng 49-50kg thôi. Không bao giờ có bị xe đi chứ. Đến lúc sinh em bé rồi tới 70kg. Chị rồi bây giờ nếu mà một anh làm quen chị có muốn anh ấy có tính lãng mạn không? Lãng mạn. Đối với chị thì có cũng được mà không có cũng được, không sao hết nhớ. Chị dễ lắm, nếu biết yêu thương thương chị rồi thương con chị là được rồi. Lo làm ăn là được. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Một ngày mới rất là vui vẻ.